Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của bơm cát miền Tây nha các bạn. Đây chiếc ghe bằng tay mình chuẩn bị cập bến bơm chuyến khai trương đầu năm đây. Hôm nay bằng tay mình đi với một bạn mới nè, bạn Thiện đây. Một ngày đầu cầu Thiện. Ghe đang bên kia đang bơm bị sự cố gì rồi. Má xong chưa? Má thích gì không? Đứng không tới hả? Đây bạn Thiện dẫn con cam lên nè, chân còn mà quá dài, thả mũ xuống xíu. Đây bây giờ bạn Tài với bạn Thiện là lắp dây lên nè, đang chuẩn bị bơm đây. Chiếc ghe ở phía sau giờ cũng sửa đầu xong, giờ cũng chuẩn bị bơm lại rồi nè các bạn. Đang bàn tay mình cũng mồi nước đây, chuẩn bị đây. Con cát ơi, thả xuống chút nữa. Đây lúc trước mình bơm được nhiêu đây, tạm cái một thời gian nè, giờ nôm lại nè. Quá mạnh.
nước dưới này khá là nhiều nha các bạn. Mình quay cái đường thoát nước cho các bạn xem. Đây đóng không biết mình đây.
cái ghe bên kia cũng đã xong một lần luôn nha các bạn. Cái ghe bên kia đã hết luôn rồi đó. Bơm rất là nhanh luôn đó. Mỗi người một việc nha các bạn. Giờ là bạn Thiện quay cái lúc B là nè, bạn Tài thì gỡ cái mặt cam. Đầu ghe này.